Audio Jungle. Xin chào bà con. Thì hôm nay mình sẽ quay và hướng dẫn cho bà con về cái vấn đề là sầu riêng. Thì hôm nay mình đang có mặt tại vườn sầu riêng của anh Trương á, thuộc huyện Cư Mờ Nga, tỉnh Đắk Lắk đây. Thì clip này mình đang quay vào ngày 21 tháng 2 năm 2022. Thì một số khu vực á, thì kho với khu vực Buôn Hồ hay là Cà Rông Năng, Phước An rồi á, thì sầu riêng chúng ta sẽ chậm. Còn đối với khu vực ở một số khu vực như là Đắk Nông, Gia Lai và Cư Mờ Nga, thì sầu riêng chúng ta đã chớm nhú cửa và một số vùng đã hình thành hoa rồi. Thì mình đang có mặt tại vườn của anh Trương. Thì mình đang quay con xem vườn của anh đã bắt đầu chớm hoa hết rồi. Thì trong giai đoạn này, những cái biện pháp chúng ta cần làm và làm những gì cho vườn sầu riêng chúng ta nó hiệu quả hơn, thì mình chia sẻ là vườn của anh á, ở trước anh trồng sen với điều, dẫn đến tình trạng là cây chúng ta nó bị suy và thiếu dinh dưỡng, cây chậm phát triển. Thì mình, nếu các bạn để ý thì mình sẽ up thêm một clip nữa là lúc trước khi ra hoa mình đang hướng dẫn phục hồi cây này cho con xem. Thì còn cái giai đoạn chính này mình hướng dẫn cho bà con về công tác là chăm sóc phục hồi và dưỡng hoa, lặt hoa đối với cây sầu riêng trong giai đoạn mà ra hoa như thế này, thì cần làm những phương án gì cho hiệu quả chúng ta. Thì đặc biệt á, trong giai đoạn ra hoa như thế này á, cái vấn đề đầu tiên á là nước tưới nha. Mình khuyến cáo bà con phải nước tưới định kỳ 3-5 ngày một lần, tùy vào khu vực và tùy vào thời tiết khác nhau của bà con. Thì đối với vườn của anh Trương thì thật sự là đất anh rất là nóng, đất của anh thuộc diện đất pha cát, đất trắng pha cát. Thì mình hướng dẫn anh là giai đoạn từ 3-5 ngày anh phải tưới một lần. Còn cái giai đoạn quan trọng thứ hai đó là cái việc thứ hai làm hướng dẫn cho anh đó là lạc bông. Thì cái vấn đề lạc bông này hầu như tất cả bà con nông dân chúng ta đều biết và đều chăm sóc. Vì tại sao phải lạc? Cái thứ nhất là những cái hoa nó ở ngoài đầu cành, chớm đầu cành, ngoài ngọn á, thì cái khả năng mà đậu trái á thì rất là ít so với những cái hoa mở trong thân cành, những cành lớn. Thì mình hướng dẫn cho bà con là phải lạc bỏ bớt đi để cho dinh dưỡng tập trung nuôi vào những cái hoa chủ đạo, những cái hoa chính ở trong cái thân cành. Thì mình sẽ đi quay con xem về toàn bộ cái vườn này. Thì nếu mà con để ý thì mình sẽ quay thêm một clip là trước khi vào chăm sóc và phục hồi cái vườn này. Trong vườn này anh trồng cũng gần 200 cây. Nói chung là khoảng cách nó cũng rất là thưa. Và cây, mình cũng nói lại thêm là cái vườn này lúc trước là trồng sen điều, thì anh Dương đã hướng dẫn là đã cắt hạ hết những cây điều bỏ đi để cho toàn bộ là giờ là sầu riêng. Thì sau thời gian phục hồi là tầm gần 1 tháng mình phục hồi thì mình tiến hành cho cây ra hoa luôn. Thì cái lượng hoa trong vườn rất là nhiều, nhưng mà qua con xem á, cây nào cũng ra hoa hết. Thì sau khi ra hoa này thì mình cũng cho anh tưới nước, bón phân. Thì trong giai đoạn này cần bón những phân gì? Thì trong lúc mà từ trước lúc bắt đầu chuỗi hoa nó dài ra thì mình đã cho bón nhà một đợt là lần 3:16 cân đối. Thì đợt bây giờ cũng đã đi rồi, thì mình sẽ cân nhắc và khuyến cáo cân đối. Đến lúc chuẩn bị xả nhụy thì mình sẽ cho đọt già cùng lúc, hoặc là mình hướng dẫn bà con là sẽ phun chặn đọt thảm ngọn để cho dinh dưỡng tập trung vào nuôi những cái hoa này. Thì trong giai đoạn nhú như thế này á, thì bà con cần phải phun dưỡng hoa và canxi bo điều tiết qua lá để cho cây chúng ta đủ dinh dưỡng nuôi hoa. Vì cái thổ nhưỡng vườn của anh Dương này mình quay con xem á, trong đất nắng rất là cằn, nên là tỷ lệ mà chăm sóc cây chúng ta đòi hỏi phải là nước tưới và cái dinh dưỡng rất là cao, để cho cây chúng ta nó có những cái chuỗi hoa nó mập và nó khỏe, để sau này giữ trái thì hiệu quả và cao hơn. Thì mình cũng nói sơ lại là những cái chuỗi hoa mà ở trong thân á không quan trọng á, thì bà con tiến hành cũng lặt bỏ cho mình hết đi. Vì hầu như á, sau khi xiết nước là tỷ lệ ra hoa hầu như trên cái vườn của anh á rất là nhiều. Như bà con xem á, con thấy đó, mình quay cây nào hoa cũng rất là nhiều. Những cái hoa ở ngoài cành á, mình nhắc lại là không quan trọng, bà con lặt bỏ hết cho mình đi, để tránh tình trạng sau này khi hình thành trái, những cành nó yếu sẽ tỷ lệ đậu trái rất là kém. Thì thay vì cái biện pháp bà con lặt bỏ cho mình đi để cho dinh dưỡng tập trung nuôi vào những cái hoa chính ở trong cái thân này á, thì cây chúng ta sẽ hiệu quả và đạt được cái lượng hoa cố định, và những cái hoa chính nó sẽ khỏe và mập, và dẫn đến tình trạng đậu trái sẽ cao hơn. Thì sau khi mà bà con bón NPK 3:16 á, thì thời gian sau á, chưa tới lúc chưa xả nhụy á, thì bà con có thể cung cấp cho mình là vi lượng sắt, kẽm, magie, bo, canxi, mangan á, thì bà con bổ sung dần dưới gốc. Vì với hiện trạng á, bà con bổ sung ngoài điều tiết trên lá thì bà con điều tiết ở dưới gốc cho mình,
đó là đối với những vườn vừa phục hồi mà con vừa làm hoa, như hiện trạng đối với vườn doanh trương này. Thì sắp tới xem mình sẽ cập nhật thêm những cái vấn đề về cây sầu riêng và những cái hiện trạng và những cái bệnh chúng ta thường xuyên gặp phải trên cây sầu riêng này để chúng ta chăm sóc cho mùa mùa chúng ta đạt được năng suất cao và hiệu quả hơn. Thì còn vấn đề những cái vấn đề tiếp theo mà cần làm trong cái vườn này á, thì trong lúc chưa xả nhị thì con sẽ phun phòng cho mình một loạt thuốc sâu. Trong hiện trạng này thì một số vườn chúng ta giai đoạn này sâu rầy rệp rất là nhiều, nên con phun phòng xử lý cho mình để trước khi xả nhị có những hiện trạng là rệp trắng đồ ra, rệp muội đó, sâu rầy nó bám trên cây chúng ta rất là nhiều. Và thứ hai nữa là trong giai đoạn này đọt non nhiều vườn đang ra và con phun phòng cái bột xịt chích thuốc cho mình luôn. Đó là vấn đề quan trọng. Còn vấn đề cuối cùng á, những chia sẻ với con luôn đó là vấn đề nấm bệnh. Thì trong giai đoạn ra hoa như thế này á, thì con phải phun phòng cho mình ít nhất một tháng 1 đến 2 lần nấm bệnh. Thì con điều tiết lượng thuốc phun cân cân đối đúng liều lượng, đúng nồng độ để tránh tình trạng một số năm á, một số bà con phun thuốc quá nồng độ dẫn đến tình trạng hoa rụng đồng loạt. Thì mình nhắc nhở và chia sẻ là bà con để một số bà con chúng ta không có bị mắc phải những cái tình trạng đó, để sau này chúng ta có một cái vụ mùa đạt năng suất cao và hiệu quả hơn. Thì đây là toàn bộ những cái vườn sầu riêng của anh Trương, thì bà con cứ đăng ký kênh đi, mình sẽ quay hết toàn bộ cái vườn sầu riêng để con xem đối với những cái vườn sầu riêng sớm bộ ra hoa như thế nào và sau này đậu trái như thế nào. Thì đối với vườn này mình sẽ thường xuyên cập nhật cho con xem về vấn đề từ lúc mà ra hoa đậu quả và đến lúc thu hoạch như thế nào, từng giai đoạn mình sẽ cập nhật sớm cho con để có những bà con chúng ta luôn luôn theo dõi và quan tâm những cái vụ mùa của cái sầu riêng chúng ta. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi, mình sẽ luôn luôn cập nhật những vấn đề mới, những cái vùng sầu riêng và những cách chăm sóc mới cho con xem. Xin cảm ơn bà con ạ.